Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy chúng tôi xin giới thiệu các bạn về sản phẩm máy thổi ná Oshima MTN26cc. Máy có dung tích xi lanh là 26cc, công suất là 0,7kW, tốc độ vòng tua là 7.800 vòng trên phút. Máy có bình xăng là 0,6 lít, mức tiêu thụ nguyên liệu là 544g trên kW trên giờ, tương đương với nửa lít xăng trên 1 giờ hoạt động. Trọng lượng của máy là 7,5kW. Bây giờ tôi sẽ khui thùng và giới thiệu chi tiết về máy cho các bạn. Máy có hai ống để dẫn gió thổi ná. Và đây là thân máy chính. Phụ kiện đi theo máy gồm tít mở buji và các chìa khóa để mở kiểm tra máy, một bình pha xăng, một sách hướng dẫn sử dụng và một thẻ bảo hành. Bây giờ chúng tôi sẽ ráp máy và test cho các bạn xem thực tế. Đầu tiên chúng ta nắp khớp nối vào cho máy. Sau khi khớp nối đã vào thì chúng ta dùng ốc để bắt lại. Chúng ta dùng tay để siết chặt lại. Sau đó chúng ta sẽ lắp khớp nối đầu ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ châm nguyên liệu vào máy. Tỷ lệ pha nguyên liệu là 25 lít nhớt và 1 lít xăng. Can xăng này thì chúng tôi đã pha sẵn nhớt rồi nha các bạn. Các bạn nhớ là pha tỷ lệ là 25 lít xăng và 1 lít nhớt. Sau khi đổ xăng xong thì chúng ta sẽ lắp chặt nắp bình xăng lại. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào vú bơm xăng khoảng 7 lần để cho đầy. Sau khi bơm đầy chúng ta sẽ mở công tắc để dẫn nổ. Chúng ta đóng e gió và giật nổ. Sau đó mở e gió và bóc ga để xịt. Thank you.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.